Ok, chào các bạn nha. Đã xong nha các bạn. Đã xong cái bộ siêu tải cho anh khách. Nè, cho chạy nha. Nha, em ru luôn. Thì bộ này là bộ thứ tư nha. Bộ này xong thì mình làm qua cái bộ bộ cẩu này nữa là xong. Là bắt ráp giao cho anh khách nha. Trọn bộ 5 bộ. Cái bộ cẩu này thì là bộ cẩu này là bộ thứ hai, cũng là bộ cuối cùng nha các bạn. Là bộ cuối cùng trong cái hệ cẩu của châu Âu á. Cái này mình sẽ lắp một cái thắng từ vào đây. Cẩu này các bạn nhìn nè, ha. Cụm giảm tốc harmonic ha. Phải nói là siêu chất luôn các bạn. Cái bát không dày cui nha. Cái này thì các bạn có thể chế rất là nhiều thứ à. Từ cẩu cho tới xe điện các kiểu nha, cái gì cũng ngon nha. Làm xong bộ này sẽ giao khách nha. Tí mình test cho bạn xem nha. Đấu nối hết, khách về chỉ việc cấp nguồn 12-24 là xài nha. Chuẩn là 24V. Ở đây cái bo này mình cũng đấu công tắc on off nha các bạn. On off nha. Sao cứ TT ta? Điện 24 mà cũng TT ngộ quá. Điện ắc quy á các bạn. Ok. Đây là bộ thứ 4, là bộ thứ 5 ha. Sản phẩm thứ năm. Xong sản phẩm này thì mình sẽ giao khách nha. Cái này làm khoảng chắc tầm 2 tiếng nữa là xong. Bây giờ 5 giờ rồi hả? 7, tầm 7 giờ là xong. Cái này bán rồi nha các bạn. Cái tờ này nè. Cái này tối nay luôn, tối nay mình đấu lại một pha. Nó hiện tại đang 3 pha nha. Đấu lại một pha cho anh khách và test trong tối nay luôn nha. Cái này thì khả năng sáng mai á, mình giao luôn. Tại vì anh khách này ở bên trên đường mình đi lấy hàng luôn á. Trên đường đi lấy hàng luôn. Mình chở qua cho anh khách luôn. Cho nó tiện cho nó xong. Ok, anh khách đợi nha. Thì bộ này là bộ siêu tải. Bộ này á, giá hiện tại là mình còn 2 bộ nha. Một bộ êm giá 1,8 triệu nha. Và một bộ á, nó bị rơi bạc đạn nó kêu các bạn. Toàn bộ zin hết nha, nhưng mà chỉ có bạc đạn thôi. Tại vì cái bộ đó là lỗi do mình các bạn. Mình mở ra mình định đấu nhưng mà mình để đó mình quên. Để lâu quá cái quên cái nó dính nước à. Dính nước bạc đạn phía sau nè. Cái nó kêu đó. Chứ bộ đó y chang bộ này. Hàng Germany 24V. Có cặp bát rất là khỏe bao zin hàng hãng. Ok, cảm ơn anh nha. Thì làm xong bộ cẩu này thì sẽ giao qua anh luôn cho xong. Ok, siêu tải siêu khỏe, có bánh răng luôn các bạn.